nhìn quả không còn một màu xanh của tế bào quả nữa mọi người nhé, nó đen xì đen xịt luôn, đen kinh khủng luôn. Đây là hình ảnh tư liệu của một bác ấy gửi trong Zalo, bác ấy hỏi em tại em sao quả chanh của bác ấy lại bị đen xì đen xịt như vậy luôn. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đang xem video. Bệnh giám quả ở trên cây có múi nói chung và đặc biệt là cây cam, cây bưởi, cây chanh nói riêng, nó làm cho chết cái tế bào, nó hút hết những cái chất nhựa của tế bào, nó gây ra cái lớp đen xì luôn. Lặng thì nó còn lồi ra, còn lặng nhẹ thì là nó sẽ vân và nó sẽ chìm bên trong, lặng thì nó còn xù cả ra, thì nó ra lu ra cám và bị giám quả. Đấy là cái bệnh nói chung, là cái bệnh ở trên cây có múi rất là hay bị. Cái này là lý do là do con nhện nung nhung, nhện trắng, nhện ré, nhện đỏ nó chích út, nó hút ở trong cái mùa quả lon vào cái nhiệt độ cao ít mưa, ví dụ như vào từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, đó là ba cái tháng mà tháng 3, tháng 4, tháng 5 là ba cái tháng mà nó cái bệnh này nó hoành hại, nó phát triển sinh sôi rất là nhiều, tại vì nó vừa ít mưa mà lại lắng nóng, kèm theo là các nhà vườn lại chủ quan không phun những cái dòng thuốc nóng được trong cái thời gian lắng nóng đó, đúng chưa? Nên là mà mọi người biết là cái thằng nhện ré, nhện lung nhung và nhện trắng rồi là nhện đỏ thì đặc trị những cái dòng thuốc thì phải là nóng mọi người nhé, thì nó mới chết đó, nóng thì nó mới chết, chứ còn những cái dòng thuốc mát thì không bao giờ chết được những con nhện, nó nóng thì nó mới làm chết được. Đấy, nóng sông sông hơi nó thì nó mới càng chết được. Đấy, nên là lắng nóng quá mọi người không dám phun thì nó dẫn ra nó sẽ khuếch tán cực kỳ là nhanh trong cái điều kiện là lắng nóng và ít mưa. Đấy, nên là đây là bác cái chủ quan là bác cái không phun trong cái giai đoạn muộn, còn như bây giờ đã bị như vậy thì vô phương cứu chữa mọi người nhé. Những nhà vườn nào đã bị giám đen xì đen xịt rồi thì phun bây giờ không kịp, những cái quả đó sẽ không bao giờ cứu lại được, nó vẫn đen mãi, nó đen như thế. Phun thì nó sẽ phòng trừ được những cái quả mà nó sẽ không còn con nhện thì nó sẽ không lây lan được những quả chưa bị thôi. Đấy, còn không là những cái quả bị như thế này rồi hoặc là đã bị giám rồi nhưng giai đoạn như bây giờ thì đừng có tốn tiền mọi người, phun không giải quyết được cái gì cả, những quả đó là không cứu lại được. Nói thẳng cách khác với mọi người là những quả đã bị như thế là không cứu lại được mọi người nha, chỉ có phun là để phòng những cái quả nó chưa bị thì nó sẽ không bị nữa thôi. Lưu ý với các nhà vườn là như vậy. Để hiểu hơn và để giúp cho mọi người nắm rõ hơn để phòng trị được cái con cái căn bệnh này, bệnh giám quả đen xì xịt này, thì xin làm video chia sẻ cặn kẽ với mọi người để mọi người hiểu đúng hơn về những cái hoạt chất thuốc nào để trị cho nó hiệu quả và phun ở trong cái giai đoạn nào thì nó đạt hiệu quả cao, thì xin làm video chia sẻ cho mọi người. Trước khi em chia sẻ, em xin có lời cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành ủng hộ kênh cho em. Mọi người xem, mọi người nhớ cho em một like cũng như là ấn nút đăng ký phía dưới cộng theo nút chuông báo bên cạnh để ủng hộ tinh thần cho em cũng như là nhận được sớm nhất những cái video tiếp theo em chia sẻ với mọi người nhé. Còn không vòng vo, không làm mất thời gian của mọi người, xin chia sẻ vào vấn đề để mọi người hiểu hơn về những cái loại thuốc để mọi người phun cho nó hiệu quả. Thì riêng đặc trị về những cái dòng nhện nung nhung, nhện ré này thì nó có hai phương pháp, một là phương pháp đắt tiền và hai là phương pháp rẻ tiền mọi người nhé. Và mình sẽ ưu tiên chia sẻ với mọi người phương pháp rẻ tiền trước. Đó, phương pháp rẻ tiền thì cứ vào tháng 4 hoặc là tháng 5 mọi người nhé, chủ chốt là cuối tháng 4 và trong vòng tháng 5, mọi người phun cho mình được 2 lần hoặc 3 lần cái thằng Comelut như hình ảnh mọi người đang nhìn, gói Comelut mọi người nhé. Nó là gốc lưu huỳnh, nó gốc này nó cực là nóng mọi người nha, và mọi người hòa 3 đến 400 lít nước một cái gói này, và mọi người nhớ là cái thời điểm là cứ từ giữa cuối tháng 4 cho đến trong vòng tháng 5 mọi người làm sao phun được 2 lần, 3 lần cái thằng Comelut này thì không bao giờ bị cái bệnh giám quả đâu mọi người nha. Và mọi người hòa cái liều từ 3 đến 400 lít mọi người phun phòng trong 2 cái tháng đấy thôi, tháng 4 và tháng 5 là mọi người phòng mà xem, phun là nó sẽ không bị. Đó, cực
kỳ là hiệu quả luôn, nhưng nó rẻ tiền. Nhưng mọi người phải biết phun là phun không có ánh nắng mặt trời, mọi người phun vào lúc mát hoặc là chiều tối mát mọi người phun. Mọi người phun vào lúc sáng mà lúc 2-3 tiếng sau nó nắng thì vẫn cháy như bình thường, cháy cả quả cả lá và nó rụng sạch luôn. Nó cháy, nó không rụng thì nó sẽ bám ở trên quả, cháy quả không bán được. Đấy là cái phương pháp rẻ tiền nhưng mọi người phải biết sử dụng mọi người nha. Đó là cái gói cốm lút như hình ảnh mọi người đang nhìn. Hoạt chất nó là lưu huỳnh, nó lại mọi người, nó hoạt chất lưu huỳnh trực tiếp luôn, nó là gốc lưu huỳnh trực tiếp luôn, cực là nóng mọi người nha, gốc sunfua cực là nóng, gốc lưu huỳnh. Đấy. Và mọi người lên phun một mình nó thôi, ưu tiên mọi người phun một mình nó thôi mọi người nha, nó trị được hết cả con nhện cả tất cả luôn, nó cực nóng mà, mọi người phun một mình nó thôi. Đấy là xin chia sẻ với mọi người về cái phương pháp rẻ tiền và cái phương pháp mà cực hiệu quả nhưng rẻ tiền, với cả mọi người phải biết cách mọi người phun. Mình chia sẻ với mọi người về cái cách thứ hai, nó an toàn nhưng mà giá thành nó rất là cao. Đó, thì trong cái vòng cái tháng 4 mọi người nha, trước mặt như mọi người đang nhìn, đây là ba cái thành phần trừ lấm, nhưng mà loại bỏ thằng Harpun hoạt chất mang con Z metalicin, loại bỏ thằng Hasacolazone trừ cặp lấm vi khuẩn đã ôn ra. Tại vì sao? Những cái dòng này nó không có tác dụng mấy là trong cái việc tẩy mạ sáng mạ, nhưng cái thằng Aminotop thì khác mọi người nha. Đây, hoạt chất Astropin và cái thằng Diferocrol. Thì trong cái giai đoạn tháng 4, tháng 5 đó, mình cũng vừa nói ở trong cái giai đoạn là mọi người phun cái thằng Comilut đó, thì mọi người sẽ phun thằng hoạt thằng chai này, hoạt chất Astropin này cộng thằng Diferocrol này cộng với thằng dầu khoáng. Dầu khoáng mình mọi người đánh 400-500 lít một chai mọi người nha. Mọi người cũng phun 2 đến 3 lần trong cái giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5 cộng với cái thằng Abilotop này, thì quả nó sẽ bóng lử luôn. Thằng hoạt chất này nó là thuốc mát nhưng khi nó trừ lấm tẩy rửa được mọi người nhá. Và khi mọi người phối cùng với cái thằng dầu khoáng như hình ảnh mọi người đang nhìn ấy, thì cái chai dầu khoáng nó là cực nóng mọi người nhá. Nó nóng nha, thuốc dầu khoáng nó là nóng mọi người nhá. Thì khi tháng 4, tháng 5, cuối tháng 4, tháng sang trong vòng tháng 5 là mọi người phun thì nó sẽ bám, nó vừa bám dính và nó bám trên cái bề mặt quả cũng như là bề mặt lá một lớp màng. Và nó cực là nóng, nó bảo vệ, nó bịt những cái miệng nhai, miệng cái hút của cái con nhện nung nhung, nhện trắng, nhện re đó. Nó không làm cho hút được. Và mọi người phun một phát thì nó chưa chết ngay được, nhưng 2-3 ngày sau mọi người ra thấy nó chết. Đó, con nhện đỏ. Thì mọi người phun cũng 2-3 lần trong từ cuối tháng 4 cho đến trong vòng tháng 5. Và, nhưng lưu ý với mọi người là mọi người phải phối thêm cái thằng này vào thì nó mới đạt hiệu quả cao trong cái việc là phòng trừ sáng mã, tẩy được cái sáng mã ở trong cái giai đoạn tháng 4, tháng 5. Lưu ý với các nhà vườn là như vậy mọi người nha. Người cộng cái chai dầu khoáng vào là nó nóng, nó trừ được con nhện. Nói cái khác là như vậy. Và tẩy mã là cái thằng hoạt chất Atropin và Diferol này, nó tẩy mã. Đó, mọi người hiểu nó là như vậy. Đấy là mình chia sẻ với mọi người về cái hai phương pháp để mọi người phòng trừ được cái bệnh giám quả ở trên cây có múi này. Đấy, cực kỳ là hiệu quả mọi người nhé. Còn xin chia sẻ với mọi người là những cái phòng trừ lấm bệnh thì mọi người phun cái thành phần như Harpun Mancozet Metallicin này, nó chỉ là mang tính co cụm, nó không tiêu diệt được tế bào lấm đâu mọi người nhé. Và nó không trị được khuẩn. Nói Metallicin và Mancozet nó chỉ được trị được cái tế bào lấm, nó không trị được khuẩn mọi người nhé. Thế nên là khi mọi người phun được những cái dòng này thì thường xuyên mọi người phải phun phòng nhiều hơn, và mọi người phun 15-20 ngày mọi người phun một lần để cho nó bao bọc lên. Mưa nhiều thì mọi người lại phải phun nhiều lên thì nó mới bao bọc lên lớp quả, lớp màng muốn bảo vệ. Khuẩn nó xâm nhập về, nó phải xâm nhập qua một cái lớp màng này thì nó mới tấn công vào được, đúng chưa? Thế nên là cái mưa rồi rửa trôi vái là mọi người không phun lại thì nó sẽ bị ngay. Nếu như sử dụng thường xuyên cái Mancozet Metalicin thì mọi người cứ phải phun liên tục để cho nó bám lên lớp quả một màng, nó bảo vệ. Đấy thì nó mới hiệu quả. Còn nó chỉ mang tính co cụm, kể cả thằng Zizumin mọi người nhé. Thằng Zizumin nó là hoạt chất gì, Mancozet là Metalicin, nó cũng như này thôi, nhưng nó là dạng VKG, nó là cái hạt cốm thấm nước, dạng cốm thấm nước, nó là hạt thuốc nó loang trải và nó thẩm thấu nhanh hơn, tiếp xúc nhanh hơn thôi, mọi người phải hiểu như vậy. Chứ còn thật ra nó cũng chỉ là một cái hoạt chất Mancozet là Metalicin, nó co cụm, mọi người hiểu nó là như vậy. Giống như đây nó là hoạt chất là Mancozet Metalicin, nhưng là VKP nó là hạt bột thấm nước mọi người nhé. Loang tính loang trải của nó kém hơn thằng VKG, và nó chỉ có một tác dụng, nó là tiếp xúc chứ nó không nội hấp được giống như cái thằng nhanh, nội hấp nhanh được như cái thằng Zizumin. Đấy, phải mọi người phải hiểu lôm la nó là vậy.
lên là mọi người phun, lựa chọn cái thằng mancozeb là metalensin thì mọi người phải phun liên tục 15-20 ngày, mọi người phun một lần. Mưa thậm chí 10 phun xong mà nó mưa nhiều quá, một tuần nó mưa liền, 15 ngày sau mọi người phải phun lại ngay thì nó sẽ đẩy cực kỳ hiệu quả luôn, nếu như mọi người sử dụng nguyên cái thằng mancozeb mọi người nha. Còn không thì mọi người sẽ chọn lựa đến những cái thằng cặp lấm. Ví dụ như bên mình sản phẩm đây, cặp lấm này, cái cặp trừ lấm và khuẩn này thì nó có thành phần là chicorodon chiếm 250g trên lít, và thành phần nữa là hasacolazone chiếm 50g trên lít. Nó có một thành phần thêm nữa là kháng sinh trị khuẩn linlangmycin trừ khuẩn mọi người nhá. Thì mọi người cũng phun cái thằng này phòng trừ nó, thì mọi người cũng phun vào trong cái mùa mưa, và đặc biệt là khi sử dụng những cái dòng này nó là dòng mát, mọi người phun lúc hoa lúc quả cũng đều ok hết. Nhưng khi mọi người phun thì mọi người cũng mang tính phòng nhiều hơn. Mọi người phun thì mọi người phun cái cặp này nó trị được cả lấm cả khuẩn luôn, một phát luôn mọi người nha. Nó mang tính tiêu diệt tận gốc ở cái tế bào và tận gốc ở cái khuẩn. Đấy, nó khác như thằng mancozeb và metalensin, mọi người phải hiểu như vậy. Nó tiêu diệt tận gốc luôn, và mọi người phun thì nó sẽ mang tính loang trải, tính hiệu quả nhiều hơn, đẩy cao nhiều hơn. Và cái thằng Aminotop này thì nó là hoạt động chất hàng đầu rồi. Về atropin và difluron này thì nó là chất hàng đầu rồi mọi người nha. Nó trừ được lấm, thán thư, xương mai, xì mủ, chảy gôm, vân vân, thối cuống quả, thối thán thư, mé, vân vân. Nó chữa được tất, đây là những bộ sản phẩm đều chữa được hết. Và mình xin chia sẻ mọi người một loại nữa, đó là mọi người rẻ tiền mà mọi người phun cực kỳ hiệu quả, đó là thằng đồng Lalo, giống như ảnh mọi người đang nhìn. Thì đồng Lalo thì cái chai đồng này mọi người lên phun một mình nó thôi. Đó, thì cái đồng Lalo này thì nó trị được cả khuẩn. Cái chai đồng Lalo này nó chiếm đến 41.000 ppm, nên là nó cao nhất ở trên thị trường hiện nay. Thị trường hiện nay mọi người mua thằng đồng Lalo về nó chỉ có chiếm 15.000 ppm thôi. Nhưng riêng cái thằng chai đồng ở bên mình này thì đồng Lalo này nó chiếm đến 41.000 ppm cơ mọi người nha. Mọi người phun thì nó sẽ làm đứng khự và nó tiêu diệt được tận gốc tế bào của cái thằng lấm cũng như là khuẩn mọi người nha. Đồng Lalo, đặc biệt là những cái tầng gầm trong mùa mưa như năm nay hay rất hay bị, thì mọi người lưu ý mọi người phun. Nhưng thằng đồng Lalo này lên mọi người phun một mình nó là hiệu quả nhất. Không thì mọi người phối thêm những cái dòng ví dụ như là dòng phân bón lá mọi người phối thêm được, hoặc là những cái hoạt chất thuốc sâu nhưng mà mọi người bỏ loại trừ cái gốc EC ra cho mình, là cái gốc nhũ dầu ra. Còn ví dụ như dạng VKP, VKG mọi người đều phun được, hoặc là SCSL mọi người hòa được, mọi người phun nhưng mọi người phải hòa loãng. Nhưng tốt nhất lưu ý với mọi người là riêng vườn đã bị thì mọi người lên phòng trừ phun nguyên mình cái thằng đồng Lalo thôi thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy là phương pháp mà mình chia sẻ với mọi người, tất cả trong những cái sản phẩm của bên mình đều có mọi người nhá. Thằng đồng Lalo cũng có rồi mọi người nhá, nên ai cần lấy thì mọi người cứ liên hệ qua số điện thoại 0386293755 thì em sẽ tư vấn cũng như là hỗ trợ thuốc thang cho mọi người để mọi người phun cho nó hiệu quả. Trên thị trường có rất là nhiều những cái dòng hoạt chất như nhau thôi, nhưng không biết là công ty và những cái nơi các bạn bán nó uy tín hay không, thì đó là tùy theo mình mua sản phẩm mình dùng nó hiệu quả là được. Còn những các bác nào mà cần tham khảo về bên những cái sản phẩm của bên em thì mọi người cứ liên hệ qua số điện thoại 0386293755 thì em sẽ tư vấn cũng như là hỗ trợ thuốc thang cho mọi người nhé. Còn trong video hôm nay nó hơi dài thì em muốn để mọi người hiểu rõ hơn về tất cả những cái hoạt chất thuốc để mọi người biết cũng như là cái cách sử dụng nó như thế nào. Hy vọng rằng video chia sẻ giúp ích được mọi người. Mọi người xem mọi người nhớ cho em một like, như là ấn nút đăng ký phía dưới cộng theo nút chuông báo bên cạnh nếu như mọi video giúp ích được mọi người nhé. Còn trong video hôm nay em chia sẻ đến đây thì em xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.